chuột cá bóp vào đó luôn à. Cái này cái lương khô này, đây là lương khô này, bỏ vào đó luôn, mình cho lên trong luôn. Đây là Hàn Quốc này, mì Hàn Quốc mua siêu thị này, đó. Đây mì Hàn Quốc mua siêu thị này, Yến ơi, bỏ vô đủ không? Rồi, chụp nó bùng à? Chụp cái chạy à? Đấy, đấy con nữa Yến ơi, hai con nữa, đây. Khoan. Nặng vô đây luôn chứ gì? Nè. Nặng vô đây luôn chứ gì? Bôi lợn ngựa. Rồi, xong rồi đã. Đủ thuốc luôn đi. Thuốc nó bùng vậy. Rồi. Ân thì thu ăn cho riêng để chị quay này một con ra được đây thì bên hai gì cho con quay lại tắt đi con biết rồi con quay lại những cái gì thì chụp cả cho chị quay thôi chứ rồi quay rồi quay rồi Yến có đỡ đứng Yến quay công việc rồi ba 547 3962 Yến ơi, số điện thoại. Dạ dạ. Hàng của Yến. Lương khô riêng ốc chảo riêng hả chị? À, lương khô, được lương khô.